Đúng như dự đoán thì sự khởi đầu bá đạo của một nhân vật phản diện sẽ luôn làm nền cho sự quay trở lại vô cùng mạnh mẽ của một nhân vật chính diện. Và trong tập phim ngày hôm nay thì thật không may là con quái vật mang tên Counter Titan của mụ phù thủy Alpha đã bị bại dưới tay lưỡi kiếm vô cùng sắc bén của Upgraded Titan Clockman, người đã biến mất trong một khoảng thời gian rất lâu rồi. Anh chàng này mạnh tới mức có thể giết được một con quái vật kia chỉ trong một vài giây, thứ mà hai người đồng đội của anh đã không làm được ở tập trước. Thậm chí anh còn bóp nát luôn tên trùm phản diện là ả Alpha nữa. Vậy thì Upgraded Titan Clockman bá đạo như thế nào? Và liệu Counter Titan và Alpha đã thực sự chết hay chưa? Liệu đây có phải là một bước tiến mới để phe liệt mình có thể tiến lên và giành lấy lợi thế trong cuộc chiến này? Chúc mừng các bạn đến với Ben Chị Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau phân tích toàn bộ tập 30 của Skibidi Toilet Multiverse nhé. Tiếp nối những gì còn đang dang dở trong tập 29, khi mà người xem chúng ta không biết rằng liệu thực sự Titan TV Man có bị tiêu diệt hay không, bởi con Counter Titan đã giật bổng anh ấy lên và làm một cái bánh donut ngay ở giữa lõi anh chàng. Nhiều người sẽ nghĩ rằng ngay khoảnh khắc này sẽ có một ai đó thuộc tộc đồng hồ xuất hiện và giải cứu cho chủng tộc người TV. Thế nhưng không, Titan Cameraman bảo rằng tôi vẫn còn có ở đây và tôi có thể bảo vệ được cho người đồng đội của mình. Vậy nên anh ấy đã kích hoạt bộ phận phản lực lên và rồi lao vào ôm con quái vật kia nhằm phân tán sự tập trung của nó. Anh liên tục đấm vào người Counter Titan và có vẻ như điều này đã khiến nó gặp khó khăn, bởi để có thể thoát ra khỏi thế kẹp cứng như thế này thì nó đã kích hoạt một khả năng mới, và mình vô cùng bất ngờ khi thấy nó vác ra cái ván bay và kéo cả Titan Cameraman lên không trung như thế này. Ván bay này trông có vẻ giống hệt như cái của Green Goblin trong bộ phim Spider-Man, và có lẽ là Doom Studio đã lấy cảm hứng từ đó. Cả hai Titan chuyển đổi trạng thái từ tấn công ở mặt đất sang tấn công trên bầu trời, và họ cứ thế mà đấm nhau liên tục. Thậm chí là ở trong phần này thì Titan Cameraman là người có lợi thế hơn, khi thứ mà người xem thấy là những cú đấm đến từ phía của trưởng tộc người Camera. Với sự trợ giúp của khẩu súng trọng lực, Titan Cameraman dễ dàng tóm lấy con quái vật kia, nhấc bổng nó lên và rồi ôm nó lao xuống đất. Lúc này thì ta cũng biết được về tình hình của Titan TV Man. Trông anh khá là tàn tạ và rõ ràng thì ai nhìn vào cũng thấy là anh chàng này đang cực kỳ đau đớn. Nhưng mặc dù vậy thì Titan TV Man vẫn đang cố gắng nhìn xem người đồng đội của mình đang chiến đấu như thế nào, để nếu như có gặp khó khăn thì còn có thể giúp đỡ. Nhưng mọi chuyện vượt quá sức tưởng tượng của người xem, và mình cũng chắc chắn rằng Titan TV Man cũng đang bất ngờ đấy. Bởi còn ai tin được rằng Titan Cameraman lại ngồi trên người của con Counter Titan kia và đấm liên tục vào mặt nó không cơ chứ. Vừa nói dứt mồm xong thì con quái vật này đã chặn đứng cú đấm của Titan Cameraman và rồi sau đó đâm một nhát dao vào người anh ấy. Thực sự mà nói thì khoảnh khắc này đã khiến mình vô cùng lo lắng và sợ hãi. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì thật may mắn là Counter Titan đã đâm chệch một chút chứ không đâm thẳng trực diện vào lõi. Nếu trúng lõi thì khả năng cao là Titan Cameraman sẽ hy sinh chứ chẳng đùa đâu. Con Counter Titan đã rất điên máu với những gì mà chủng tộc người Camera làm nãy giờ với mình. Thế nên để trả đũa thì nó cũng liên tục đâm vào người của anh như thế này. Titan Cameraman cố gắng đẩy nó sang một bên, và vào lúc này Titan TV Man sử dụng khả năng dịch chuyển cánh tay lưỡi kiếm của mình đến và rồi chỉ với một nhát chém, đầu con quái vật kia đã rơi ra. Tưởng rằng mọi chuyện đến đây đã kết thúc, nhưng không, đâu phải ngẫu nhiên mà Last Clockman gọi đây là con quái vật sẽ hủy diệt triều đại của các Titan đâu. Counter Titan vẫn đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí nó còn cầm cái đầu của mình lên và gắn lại vào cơ thể và rồi hồi phục một cách nhanh chóng nữa. Đây đúng thật là con quái vật rồi. Với khả năng này thì quả là khó khăn đối với hai Titan của chúng ta. Và sau khi thấy được điều đó thì có lẽ hai anh chàng này cũng đã dần mất đi hy vọng. Titan TV Man thì không còn khả năng chiến đấu được nữa, vậy nên anh chàng đã đưa thanh kiếm của mình cho Titan Cameraman. Lúc này Alpha cũng xuất hiện và ả ta bắt đầu trêu đùa rằng đây đúng là một màn thất bại vô cùng hoành tráng, ta ấn tượng đấy. Bây giờ thì các người có thể chết được không? Ta cần phải chinh phục trái đất này nữa. Titan Cameraman đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng này rồi, và anh ấy hẳn là mang cho mình tâm thế không còn gì để mất. Thế nhưng đột nhiên, một thanh kiếm bất ngờ từ đâu đâm xuyên qua ngực của con Counter Titan này, và người làm điều đó chắc chắn không ai khác, chính là Upgraded Titan Clockman. Các bạn hãy nhìn vào thanh kiếm mà Doom Studio đã làm xem, nó đẹp thực sự và trông vô cùng ngầu lòi, không một chút gì gọi là có một vết xước hay lỗi cả. Chi tiết rất là mượt mà, anh chàng này nhấc bổng con quái vật kia lên. Thực sự mà nói thì có vẻ như Titan Clockman đã béo hơn một chút kể từ khi anh ấy được nâng cấp. Nói một cách chính xác hơn thì anh chàng này đã dày dặn và có nhiều bộ phận trên cơ thể, từ đó khiến cho người xem chúng ta có cảm giác là Titan Clockman chắc chắn hơn rất nhiều. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thấy phần lõi của anh ấy cũng đã được thay đổi, đồng thời có rất nhiều những bánh răng xoay xung quanh. Lúc này Alpha vô cùng bất ngờ và chắc là ả ta cũng chuyển từ trạng thái hả hê sang lo lắng. Titan Clockman vác con quái vật kia lên không trung và nhìn dáng đi của anh chàng này cứ như thể rằng đây là một chiến binh vừa chinh phục xong một con quái vật và vác nó về như một chiến lợi phẩm cho dân làng của mình vậy. Vô cùng ngạo nghễ, vô cùng tự tin. Các bạn có thể thấy là bên tay phải của anh ấy có 4 khẩu súng mini và ở đằng sau có những lưỡi kiếm trông vô cùng ngầu. Anh ấy ném con Counter Titan xuống mặt đất và mỗi lần Titan Clockman vung kiếm của mình thì nó sẽ tạo ra nhiều luồng năng lượng sóng âm vô cùng đẹp mắt.
Alpha lúc này bắt đầu khóc lóc và thực sự là á ta lo lắng. Sau đó, á ta yêu cầu Counter Titan bật chế độ thịnh nộ lên. Nhưng nếu như đã xem qua tập phim này thì chắc các bạn cũng biết rằng điều này là vô dụng. Nó đã hóa điên và lao vào người của Titan Clockman như một con mãnh thú. Alpha nhìn thấy cảnh này thì cũng cười một cách hả hê. Nhưng đối với mình thì á ta đang thực sự tuyệt vọng. Và đây là nụ cười chỉ để tự trấn an bản thân mà thôi. Á ta nói rằng, đúng vậy đấy, không quan trọng là bọn người có giết nó bao nhiêu lần, Counter Titan của ta sẽ luôn. Chưa kịp nói dứt câu thì tiếng chuông đồng hồ bất ngờ vang lên. Alpha cũng đờ người ra, có lẽ Ata cũng hiểu rằng mọi thứ đến đây đã chấm dứt, bởi Titan Clockman thì đang đứng đằng sau lưng ả, còn Counter Titan thì đang chiến đấu với không khí giống hệt như một tên hề. Mình cũng chẳng lấy ngạc nhiên khi mà Titan Clockman lại có thể dịch chuyển nhanh tới như vậy đâu, bởi vì anh ấy có khả năng dừng thời gian, sau đó tự mình đi bộ ra sau lưng của Alpha và rồi cho mọi thứ quay trở lại bình thường, thế là xong. Nếu được xem BOV của Titan Clockman thì mình tin rằng điều vừa rồi mình nói là sự thật mà thôi. Ngay sau đó thì chúng ta cũng đã được chứng kiến một sức mạnh vô cùng bá đạo. Titan Clockman lắc đầu nhẹ một cái và rồi ngay sau đó con Counter Titan đã bị chém đứt thành nhiều mảnh nhỏ. Điều này quá là điên rồ vì thực sự nó bá đạo. Kỹ năng gì mà lại có thể kết liễu cái địch mà không cần phải động chạm vào cơ thể của chúng như vậy chứ? Chắc chắn là các Titan cần phải học hỏi thêm từ người trưởng tộc đồng hồ rồi. Sau khi cắt Counter Titan thành từng mảnh nhỏ, anh ấy lấy thanh kiếm của mình và đâm vào lõi của nó thật mạnh. Và đây là dấu chấm hết cho con quái vật kia. Đồng thời, Titan Cameraman cũng giải phóng một viên đạn vào người của ả Alpha nữa. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì ả vẫn có thể né được và sống sót. Nhưng cũng chả để làm gì vì Titan Clockman đã đón đầu được và bắt được ả ta trong lòng bàn tay của mình. Alpha lúc này thì chả khác gì một bụ điên cả. Ả ta lảm nhảm và khóc lóc, bảo rằng chủ nhân của ả sẽ khiến Titan Clockman phải trả giá vì điều này. Ngoài ra thì cảnh cáo anh ấy rằng nên biết thân biết phận đi, vì ngươi không biết là ngươi đang gây chuyện với ai đâu. Vừa dứt lời xong thì đột nhiên linh hồn của sếp Clockman xuất hiện và đồng thời là những linh hồn của các nhân vật đã từng hy sinh như Black Drewman, Lord Drewman hay các Drewman nhìn chăm chăm xuống vị trí của Alpha, giống hệt như đang tuyên một bản án tử với ả ta vậy. Thực sự thì xem khung cảnh này quá là xúc động và đây chắc chắn là một kiệt tác. Điều này càng thêm chứng tỏ rằng ả Alpha này đang xạo về cái gã chủ nhân mà ả ta luôn miệng nhắc, hoặc đơn giản là gã chủ nhân kia không có thật và tồn tại ở dạng linh hồn. Bởi nếu hắn ta thực sự có trên đời thì tại sao không xuất hiện và giúp đỡ cho Alpha trong khung cảnh này cơ chứ, đúng không? Dù sao thì Alpha cũng rất bá đạo và mạnh mẽ với những khả năng của mình mà. Trong trường hợp mà hắn ta có thật thì chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là hắn không thực sự quan tâm tới Alpha, còn hai là có rất nhiều những người khác cũng mạnh không kém gì Alpha và đang chờ lệnh của hắn. Vậy nên Alpha có chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng chính xác là một bản án tử đối với ả ta. Titan Clockman bóp chặt bàn tay lại và Alpha chắc chắn là đã trở về với các bụi. Titan TVman lúc này dùng hết chút sức lực còn lại của mình, giơ ngón tay cái lên và rồi qua đời. Nhưng đúng như những gì mình dự đoán thì Titan Clockman đã sử dụng kỹ năng đảo ngược thời gian và khiến cho anh ấy quay trở lại với hình dạng lúc chưa tham chiến. Trên người anh chàng không còn bất kỳ một vết xước nào cả. Thậm chí đến chính Titan TVman cũng không tin rằng là mình vẫn đang ổn. Tuy nhiên trận chiến này vẫn chưa kết thúc tại đây, bởi những quả bóng của Counter Titan bỗng bay lên trên không và chúng mọc ra thành những món vũ khí mà các Titan của phe liên minh đã sử dụng. Mình thực sự rất sốc khi mà nó đã có thể copy được thanh kiếm mà Titan Clockman đã dùng. Thế nhưng dù vậy thì đây cũng chỉ là tô điểm thêm cho màn debut vô cùng hoành tráng của trưởng tộc người đồng hồ mà thôi. Titan Clockman sử dụng sức mạnh tối thượng của mình, đó là dừng thời gian, sau đó dùng thanh kiếm chém từng nhát vào không khí và đẩy nó về hướng của kẻ địch, sau đó cho phép thời gian hoạt động trở lại. Và rồi từng món vũ khí của con Counter Titan vỡ nát. Đây chính xác là những gì mà anh ấy đã làm trong khoảng thời gian đầu xuất hiện. Và đúng như mình nói, Titan Clockman vẫn hoạt động một cách bình thường và cần rất nhiều thao tác mới có thể chém nát được con quái vật kia. Chỉ là chúng ta không được thấy BOV của anh chàng khi sử dụng sức mạnh dừng thời gian mà thôi. Sau khi mọi chuyện kết thúc thì đột nhiên đồng hồ của Titan TVman đã bị hỏng. Và ta đều biết là chiếc đồng hồ này có công dụng là chống lại khả năng dừng thời gian của tộc đồng hồ, nhưng nó lại hỏng sau khi Titan Clockman sử dụng khả năng kia. Và điều này chứng tỏ rằng chiêu thức đó mạnh tới mức có thể phá hỏng cả chiếc đồng hồ này luôn. Nhưng mà dù sao đi nữa thì các chiến sĩ sẽ cung cấp cho anh chàng này một cái mới mà thôi. Giờ thì đã có Titan Clockman phòng thủ rồi, nên là cũng không ngán bố con thằng nào hết. Cảnh được chuyển sang tháp Big Ben. Mình cũng không hiểu tại sao Doom Studio lại đưa khung cảnh này vào. Có lẽ họ muốn nói gì đó với chúng ta rằng đây là nguồn năng lượng của Titan Clockman chăng? Titan TVman nói rằng chán thật đấy, và rồi sau đó dịch chuyển đi đâu đó. Ý anh chàng này bảo rằng Titan Clockman mạnh tới mức hạ gục hai con boss kia chỉ trong một nốt nhạc, và điều đó thật là nhàm chán. Sau đó Titan Clockman sửa chữa cho Titan Cameraman và rồi tất cả mọi người đều di chuyển đi. Cảnh cuối cùng của tập phim này cho chúng ta thấy khung cảnh và ban đêm ở thành phố đổ nát. Một con nhện chui ra khỏi chiếc lõi của Counter Titan báo hiệu rằng
trận chiến này vẫn chưa kết thúc và con quái vật này sẽ quay trở lại vào tương lai. Dù sao đi nữa thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu và hồi phục lại đấy. Vì nếu mà không cẩn thận thì kiểu gì cũng sẽ bị Titan Clockman bổ đôi nữa cho mà xem. Các bạn thấy sao về sức mạnh mới của chủng tộc người đồng hồ? Nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.